Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc đến Hán Cao Tổ Lưu Bang, người ta sẽ nhớ ngay về một vị hoàng đế độc ác, giết hại công thần, coi thường tình thân. Ngay đến cả người vợ tay ấp gối kề từ thủa Hàn Vi vào sinh ra tử cùng trải qua cảnh nghèo khó khổ cực, hỗ trợ Lưu Bang làm nên nghiệp lớn. Nhưng đến khi có tất cả trong tay, vị vua này nhanh chóng trở mặt, lạnh nhạt với vợ của mình, khiến một người phụ nữ đoan trang hiền thục trở thành một người đàn bà độc ác lăng loàn, bất chấp mọi luật lệ trong cung cấm, sa ngã vào vòng tay người đàn ông khác để khỏa lấp cô đơn. Vậy rốt cuộc Lưu Bang đã khiến người vợ hiền thục của mình trở nên độc ác ra sao? Quý vị hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Người vợ Tào Khang hiền thục. Theo sử gia, Lã Hoàng hậu Lã Trĩ 241 đến 180 trước công nguyên, được xem là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Hán Cao Tổ Lưu Bang 256 đến 195 trước công nguyên, người lập nên triều đại nhà Hán. Cha Lã Hậu là Lã Công, vốn là một người giàu sang và có danh vọng. Vào thời nhà Tần, gia đình Lã Công chuyển nhà đến huyện Bái thuộc tỉnh Giang Tô, quê hương của Lưu Bang. Do Lã Công với huyện lệnh của huyện Bái là bạn bè nhiều năm, nên khi cả gia đình họ Lã rời nhà đến đây thì huyện lệnh và nhiều chức sắc trong vùng đều mang quà cáp đến chúc mừng. Tại bữa tiệc đó, Lã Công gặp Lưu Bang, khi đó mới làm chức đình trưởng nhỏ bé. Là người biết xem tướng số, vừa nhìn Lưu Bang, Lã Công liền cho rằng người đàn ông này sẽ làm nên nghiệp lớn, nên quyết định gả con gái mình là Lã Trĩ cho Lưu Bang. Khi ấy, Lưu Bang hơn Lã Hậu 15 tuổi, còn có một đứa con riêng tên là Lưu Phi. Thường thì đa số phụ nữ sẽ không bằng lòng với việc này, nhưng Lã Hậu khi đó vẫn là một người phụ nữ hiền thục, cam lòng chấp nhận tất cả. Khi mới lấy nhau, Lưu Bang còn nghèo khó. Lã Hậu vốn là con gái nhà giàu, cũng vẫn phải làm nông, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc bố mẹ chồng. Có lần, Lưu Bang uống say gây họa, bất đắc dĩ phải bỏ trốn. Lã Hậu vừa phải trèo chống gia đình, vừa phải đi đưa cơm nước và quần áo cho Lưu Bang. Càng hiếm thấy hơn nữa là Lã Hậu không hề bạc đãi Lưu Phi. Từ đó có thể thấy, thời điểm này Lã Hậu vẫn là người vợ hiền lương, chu đáo. Cũng vì Lã Trĩ là người vợ từ thủa Hàn Vi vào sinh ra tử, cùng trải qua cảnh nghèo khó, khổ cực, hỗ trợ chồng làm nên nghiệp lớn, có lúc còn bị bắt làm con tin. Nên khi Lưu Bang đánh thắng Hạng Vũ, giành được thiên hạ, ông đã phong cho Lã Trĩ làm hoàng hậu. Ngang nhiên cắm sừng chồng vì bị ruồng bỏ. Tuy nhiên, khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Lã Hậu đã không còn trẻ trung nữa. Những năm tháng lưu lạc, vất vả, khó khăn cũng khiến nhan sắc của bà tàn phai đáng kể. Trong khi đó, sau khi có được thiên hạ, Lưu Bang lại ham mê tử sắc, ngày đêm lao vào những cuộc hoan lạc trác táng với các mỹ nhân xinh đẹp, trẻ trung trong hậu cung mà lạnh nhạt với người vợ Tào Khang. Lã Hậu vốn từng chịu nhiều vất vả vào sinh ra tử cùng Lưu Bang. Dù khi thành nghiệp lớn được làm hoàng hậu nhưng lại bị ruồng bỏ, khó trách sinh lòng bất mãn. Cuối cùng, Lã Hậu ngã vào vòng tay Thẩm Tự Cơ, người đồng hương với Lưu Bang, cũng là một trong những người đầu tiên gia nhập đội quân khởi nghĩa của Hán Cao Tổ. Theo Hán Thư, khi Lưu Bang khởi binh chống lại nhà Tần, thường vắng nhà chinh chiến triển miên. Bố mẹ, vợ con Lưu Bang ở lại quê nhà, vốn nhờ có Thẩm Tự Cơ đỡ đần chăm sóc. Vào năm 205 trước công nguyên, thời điểm diễn ra trận Bành Thành, Lưu Bang thất bại thảm hại, tự mình dẫn hơn 10 kỵ binh phá vòng vây chạy thoát thân. Còn Lã Hậu, Lưu Thái Công, cha của Lưu Bang và một số người nữa bị Hạng Vũ bắt làm con tin. Thẩm Tự Cơ cũng nằm trong số đó. Theo sử gia, vào những giây phút chồng tuyệt tình đến mức bất chấp tính mạng của vợ, khiến Lã Hậu nản lòng thoái chí, đều có Thẩm Tự Cơ bầu bạn. Vì thế, tình cảm giữa Lã Hậu và Thẩm Tự Cơ được cho là đã thân thiết từ những ngày này. Có một số ghi chép lịch sử còn viết rằng, mối quan hệ ngoài luồng giữa Lã Hậu và Thẩm Tự Cơ thực tế xuất phát từ trái tim và họ thực sự thích nhau. Thậm chí, Lã Hậu và Thẩm Tự Cơ còn được cho là đã ngoại tình với nhau từ khi cả hai bị Hạng Vũ bắt làm con tin.
Theo sử ký Từ Mã Thiên, sau khi Lưu Bang mất năm 195 trước Công Nguyên, Lã Hậu đã công khai tư thông với Thẩm Tự Cơ, còn cất nhắc nhân tình lên làm Tả Thừa Tướng. Từ Mã Thiên đã kín đáo chép về việc này trong sử ký. Tả Thừa Tướng không làm việc, thường chỉ lo việc ở trong hậu cung. Thẩm Tự Cơ được Lã Hậu sủng ái đã lũng đoạn triều Hán. Khi Lã Hậu thâu tóm quyền lực nhà Hán, Thẩm Tự Cơ thậm chí còn cùng Thương Bà quyết định các vấn đề trọng đại. Vì thế, nhiều quan lại muốn được việc phải đến nhờ cậy ông ta. Sự dâm loạn và lộng quyền của Lã Hậu kéo dài suốt 15 năm, gây ra không ít điều tiếng cho triều đại nhà Hán, vốn được coi là triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau này, khi Lã Hậu qua đời, những quần thần căm phẫn Lã Hậu đã hợp nhau lại giết sạch người nhà họ Lã, giành lại Giang Sơn cho nhà họ Lưu. Còn Thẩm Tự Cơ sau này cũng bị Hoài Nam Vương Lưu Trường giết chết. Vì sao vợ cắm sừng, Lưu Bang vẫn nhắm mắt làm ngơ? Theo các ghi chép lịch sử, thì Lưu Bang hoàn toàn biết việc vợ mình ngoại tình, nhưng cả đời ông đều không trừng phạt Lã Hậu lẫn Thẩm Tự Cơ mà nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết việc này. Vậy lý do nào khiến một vị vua nổi tiếng tàn nhẫn như Hán Cao Tổ lại có thể chấp nhận sự sỉ nhục này? Theo sử gia, lý do đầu tiên có thể là vì Lưu Bang nghĩ đến tình nghĩa với nhà họ Lã. Khi Lưu Bang vẫn còn là một kẻ nghèo hèn, chính Lã Công, cha của Lã Hậu, là người đầu tiên tin tưởng Lưu Bang sẽ làm nên nghiệp lớn và không ngại gả con gái cho ông. Hai người con trai nhà họ Lã là Lã Trạch và Lã Thích đều làm tướng dưới quyền Lưu Bang. Theo Lưu Bang chinh chiến, đánh đông dẹp bắc, Lưu Trạch thậm chí đã tử trận trong quá trình giúp đỡ Lưu Bang giành lấy thiên hạ. Ngoài ra, Lưu Bang và Thẩm Tự Cơ cũng là đồng hương, quen biết nhau từ thủ Hàn Vi. Thẩm Tự Cơ đã không quản ngại vất vả mà dốc sức giúp Lưu Bang chăm lo cho bố mẹ già lẫn vợ dại con thơ suốt những năm tháng ông chinh chiến xa nhà. Tuy nhiên, Lưu Bang vốn không được xem là một người trọng tình trọng nghĩa, nên lý do thứ hai có thể khiến Lưu Bang nhắm mắt làm ngơ chuyện Lã Hậu cắm sừng mình là vào thời Hán, ngoại tình không phải là một việc tày đình, thậm chí người ta có thể chấp nhận điều đó. Cho nên, việc Lã Hậu tư thông với Thẩm Tự Cơ cũng có thể được xem là không quá to tát và cũng không đụng chạm đến lợi ích của Lưu Bang, nên ông mới không truy cứu. Thứ ba, Lã Hậu vốn là người cơ trí, khôn ngoan. Sau khi Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, Lã Hậu cũng trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng trị quốc. Bà thậm chí trực tiếp can thiệp vào việc triều chính, khiến triều thần một phần kính nể bà, một phần sợ hãi sự tàn nhẫn, cứng rắn trong hành vi cai trị của bà. Có nhiều việc Lưu Bang được cho là không thể giải quyết, nhưng Lã Hậu lại đảm đương được. Chẳng hạn như việc sát hại hai công thần là Hàn Tín và Bành Việt. Do đó, Lưu Bang có thể nhận thấy rằng trong hậu cung không ai có thể thay thế được vị trí của Lã Hậu. Thứ tư, một lý do đơn giản khiến Lưu Bang bỏ qua cho Lã Hậu và Thẩm Tự Cơ là vì muốn giữ thể diện. Nếu ông truy cứu, đồng nghĩa với việc tuyên bố cho toàn thiên hạ biết rằng mình đã bị cấm sừng. Với một vị hoàng đế như Lưu Bang, thể diện và lợi ích là điều quan trọng nhất. Do đó, để bảo vệ thể diện lẫn lợi ích, Lưu Bang mới chịu nhắm mắt làm ngơ chuyện vợ ngoại tình. Quý vị thân mến, ngày nay trên mạng xã hội, việc vợ phát hiện chồng có nhân tình rồi thẳng tay trừng trị không thiếu. Một khi phát hiện bị phản bội, người phụ nữ có thể làm tất cả để xả cơn giận, bất chấp sự đánh giá, soi mói của bản dân thiên hạ. Ngược dòng về thời gian thì các mỹ nhân xưa cũng có những màn trừng trị tiểu tam, nghe qua đã thấy rợn người. Trong đó không thể không nhắc đến chiêu đánh ghen kinh hoàng của Lã Hậu đối với nhân tình của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Đó chính là màn đánh ghen biến người thành lợn, không khác gì một bộ phim kinh dị mà chúng ta vẫn thường hay xem. Vậy Lã Hậu đã xử lý tiểu tam ra sao? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Lã Hậu, tên thật là Lã Trĩ, là người vợ thủ Hàn Vi của Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị vua khai sinh ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà từng đồng cam cộng khổ, gắn bó với Hán Cao Tổ Lưu Bang từ thủ Hàn Vi cho đến khi công thành danh toại. Vì vậy, ngay sau khi đánh thắng Hạng Vũ, giành được ngôi vị cửu ngũ chí tôn, Hán Cao Tổ lập tức phong bà làm hoàng hậu. Tuy nhiên, nhan sắc của Lã Hậu đã vì những năm tháng sát cánh cùng chồng mà tàn phai đi ít nhiều. Giang Sơn có trong tay,
nhưng người kê cận lại không phải là một mỹ nhân. Điều này khiến Hán Cao Tổ Lưu Bang không tránh khỏi suy nghĩ chán nản. Cuối cùng, ông quyết định nạp thêm phi tần. Trong số mỹ nhân tài sắc, có một người được hoàng đế sủng ái hơn cả, đó chính là Thích Cơ, Thích Phu Nhân. Không chỉ có tài ca múa, Thích Cơ còn sở hữu dung mạo, hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí còn được ví như Tây Thi của nhà Hán. Chứng kiến phu quân vui vẻ bên người mới, Lã Hậu nảy sinh tức giận và lòng đố kỵ. Đối với Lã Hậu mà nói, Thích Phu Nhân không khác gì cái gai trong mắt. Đỉnh điểm là khi Thích Cơ biết được sủng ái, nên tìm cách đưa con trai như ý, trở thành người kế thừa ngai vàng thay cho Thái tử Lưu Doanh, con trai của Lữ Hậu. Hán Cao Tổ vì say mê mỹ nữ này mà mấy lần định nghe theo, nhưng bị cận thần can gián. Hơn nữa, sau này Lưu Doanh may mắn mời được nhiều hiền sĩ về phò tá, nên ngôi thái tử mới giữ vững, còn Như Ý được phong làm Triệu Vương. Vì Hán Cao Tổ còn tại vị, nên Lã Hậu chưa thể làm được gì, đành ngồi im chờ đợi cơ hội. Sau này, khi ông băng hà, con trai lên ngôi lấy hiệu là Hán Huệ Đế, bà mới được dịp thỏa sức trừng trị tình địch. Trong khi Hoàng Thái Hậu Lữ Trĩ ban đất cho những phi tần sinh được con trai, cho họ một cuộc sống sung túc, thì với Thích Cơ, bà đối xử tàn bạo, cho sống không bằng chết. Ban đầu, Lã Hậu ra lệnh giam Thích Phu Nhân vào cung Trường Hạng, nơi chuyên giam giữ kẻ phạm tội trong hậu cung. Sau đó, bà sai người cạo đầu Thích Cơ, dùng xích sắt khóa hai chân bà lại, chỉ cho mặc bộ y phục rách dưới, rồi trói vào trục đá lớn của cối xay, hàng ngày bắt kéo như trâu ngựa. Từ một người quyền lực trong cung cấm, Thích Cơ Phu Nhân bị đối xử không bằng tù nhân. Với suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, Lã Hậu còn chịu Như Ý quay về cung với lý do có việc trọng đại. Hán Huệ Đế biết chuyện nên tìm cách ngăn cản, nhưng do còn nhỏ tuổi cộng thêm sức khỏe kém nên chỉ có thể đón em trai vào cung, để em bên cạnh để mẹ không thể ra tay. Nhưng trong một lần sơ suất, người của Lã Hậu đã tranh thủ mang rượu độc cho Như Ý uống, khiến cho vương tử vong mạng. Biết chuyện, Hán Huệ Đế không khỏi xót thương mãi không thôi. Không chỉ hại chết Triệu Vương, Lã Hậu còn dùng chiêu thâm độc bậc nhất đối với Thích Phu Nhân. Bà cho người tra tấn, chặt chân tay, đổ thuốc độc vào miệng, làm mù mắt, đổ đồng vào tai tiểu tam, rồi ném vào chuồng lợn và nói với người hầu trong cung, đây là người lợn. Vài ngày sau, Lữ Hậu gọi Huệ Đế tới và nói, con nhìn chuồng lợn kia, trong đó có một thứ rất thú vị đấy. Hán Huệ Đế trông vào thì thấy một người mắt không có con người, thân hình nhiều vết thương, miệng tuy mở nhưng á khẩu. Khi hỏi lai lịch của kẻ bên trong, biết là Thích Phu Nhân, vị hoàng đế trẻ tuổi suýt chút nữa ngất xỉu. Sự độc ác của mẹ ruột khiến Hán Huệ Đế bàng hoàng, thậm chí còn mắc bệnh nhiều năm vì nghĩ tới những việc làm của mẫu thân. Quý vị thân mến, sau này bất lực với mẹ, Hán Huệ Đế ngày càng suy sụp, bỏ bê hẳn triều chính và qua đời khi chỉ mới ngoài 20. Việc làm của Lã Hậu đã khiến các thế hệ đời sau nghĩ tới vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Sử sách còn gọi bà với xưng danh là một trong những vị hoàng hậu độc ác nhất, và đây cũng là một trong những màn đánh ghen tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa. Quý vị nghĩ sao về cặp đế hậu này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!